Xin kính chào quý vị khán giả đang xem thông tin nhà đất Hà Nội trên kênh của Thiện. Căn nhà phố Thái Hà, quận Đống Đa ngày hôm nay em giới thiệu đến cô bác anh chị mình thì có những cái đặc điểm nổi bật cụ thể như sau. Bề mặt pháp lý là chuẩn chỉ, không quy hoạch, không tranh chấp, sẵn sàng có thể chuyển nhượng ngay, có hỗ trợ ngân hàng, có giấy chứng nhận, có hồ sơ thiết kế kiến trúc xây dựng, có giấy phép xây dựng, có điện nước riêng biệt. Thời điểm này nhà bán cũng không có nhiều nên mọi người chịu khó xem cả những căn đang hoàn thiện, những căn đang còn ngổn ngang, những căn đang xây thì mình sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn ạ. Nhà mình đây thì chưa hoàn thiện xong. Bố trí tổng thể thì có 6 tầng, xây kiểu khung cột kiên cố, mỗi tầng 1 phòng. Tầng 2, 3, 4, mỗi tầng 1 phòng ngủ, có vệ sinh. Tầng 5 là phòng bếp khách, tầng 6 là phòng thờ sân phơi. Diện tích đất được chứng nhận trên sổ của căn này là 38,8m², có thể làm tròn là 39m². Kích thước chiều ngang là 4m93. Đất được chứng nhận trên sổ toàn bộ là đất ở đô thị, thời hạn lâu dài. Nhà mình thì còn có lợi thế khác, đó là có thang máy và có nội thất ạ. Thang máy của nhà thì 450kg, mới lắp đặt, đang trong quá trình kiểm định và tinh chỉnh. Em chưa sử dụng. Về nội thất, những vị xem trên video thì nhà có đầy đủ những đồ cơ bản. Phòng bếp thì có tủ kệ, rồi bếp. Phòng ngủ thì có giường tủ phòng ngủ. Nhà vệ sinh thì có đủ thiết bị vệ sinh, cửa sổ thì có rèm. Chủ nhà, chủ đầu tư thì sẽ bán và bàn giao theo hiện trạng ạ. Em Thiện thì giới thiệu cả hai chiều bán và mua. Cô bác anh chị nào có nhu cầu bán, đặc biệt là những mảnh đất, những căn nhà có pháp lý sạch, những căn nhà cũ nát thì càng tốt. Có thể tạo cơ hội cho em Thiện có duyên để giới thiệu, định giá và mua bán giúp các bác nhé. Bất động sản trên đây thì có địa chỉ nằm tại phố Thái Hà, thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Phố Thái Hà thì chúng ta biết rồi, sạch sẽ, sầm uất, hiện đại. Đoạn nhà mình thì nằm gần với phố Trung Liệt và ngã tư Thái Hà, giao cắt với cả Hoàng Cầu và Yên Lãng ạ. Gần về phía Hồ Đống Đa hơn, tức là Hồ Hoàng Cầu ấy ạ. Nhà mình đây thì có cửa chính là hướng Tây Nam. Có ba anh chị nào cần mua nhà hướng khác thì xin kết nối em ạ. Tài sản này thì em xin được thông tin lại như sau. Sổ đỏ đất đô thị là 38,8m², ngang là 4m93, 6 tầng mới xây, đang hoàn thiện, có thang máy, có nội thất, nằm tại phố Thái Hà. Để xem nhà thì xin liên lạc Thiện theo số hotline. Em xin trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị quan tâm đến căn này. Chúng ta sẽ tiếp tục xem các tầng trên ạ.